Xin chào các anh chị đã quay trở lại với bản tin phân tích thị trường chứng khoán của kênh Chứng khoán Minh Phụng. Như vậy thì cái kịch bản mà các anh chị có thể nhìn trên màn hình mà mình đưa ra cái kịch bản để các anh chị có thể chủ động với những cái tình huống của thị trường á, thì ở trong cái giai đoạn hiện tại nếu như mà thị trường đi đúng là chúng ta sẽ có một trong những cái nhịp rung lắc từ 2 cho đến 3 phi. Nếu như mà cái giai đoạn rung lắc trong cái đoạn AB ở phía trên màn hình các anh chị nó ngắn đi á, thì khi đó chúng ta sẽ có một cái nhịp sóng hồi cũng như là một cái nhịp sóng tăng á, nó sẽ mạnh và nó sẽ kéo dài lâu hơn một tí. Nếu như mà cái đoạn sóng B từ khu vực A đến B mà nó chỉnh, mà chúng ta thấy là nó chỉnh có cái việc là tạo đáy sau hoặc là tạo đáy gần với cái lại cái khu vực trước đó khoảng 1.000 điểm á, thì cái nhịp sóng hồi của chúng ta nó sẽ yếu hơn. Ngày hôm nay chúng ta có một cái mẫu hình nến rút chân cũng khá là đẹp, theo mình đánh giá ở đây là cái nhịp rút chân như thế này là khá là đẹp rồi. Và trong tuần này thì chúng ta lại có một cái sự kiện, đó là cái phiên đáo hạn phái sinh vào thứ năm tuần này. Thì đây cũng là một trong những cái biến số để chúng ta đưa vào cái phân tích của nội dung video ngày hôm nay. Vì cái điều này nó có thể khiến cho cái sự vận động của thị trường của chúng ta trở nên phức tạp, khó lường hơn. Đặc biệt là trong bối cảnh mà thị trường của chúng ta vẫn đang trong cái xu thế, ở đây là cái xu thế giảm. Trong cái nhịp giảm, mình đánh giá cái nhịp này vẫn là cái nhịp hồi các anh chị nhé. Tại vì về cơ bản, bản chất kỹ thuật, nếu như anh chị phân tích kỹ hơn dựa vào cái mẫu hình nến hay kin AC 1 giờ, thì chúng ta vẫn đang nằm dưới cái vùng mây rainbow ở đây, đúng không ạ? Những cái sự chuyển động của giá nó vẫn còn bị cái lực nén và cái lực đè đến từ cái tâm lý ở phía bên trên. Như mình đã chia sẻ cùng với các anh chị là chỉ khi nào mà chúng ta thoát hẳn ra cái vùng mà màu cầu vồng ở đây á, thì chúng ta mới lấy lại được sự tự tin về tâm lý, và khi đó dòng tiền của chúng ta nó vào nó ổn áp hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên cái sự kiện đáo hạn phái sinh á, trong cái tuần này theo mình đánh giá là nó cũng đã giảm đi những cái mối lo ngại cho nhà đầu tư rồi. Tại vì các anh chị thấy là chúng ta có hai cái phiên gần đây nhất á, thì cái giá trị thanh khoản cũng như là cái dòng tiền mà nhà đầu tư đem qua cái thị trường phái sinh này nó đã có cái sự giảm dần, chúng ta thấy là tương đối là tích cực. Những cái đoạn gần đây thì cái giá trị giao dịch của thị trường phái sinh nó nằm từ 30 31 ngàn tỷ, và các anh chị thấy là những cái phiên trước này nó cao hơn gấp nhiều lần, đúng không ạ? Nó cao hơn cho đến 2 phần 3 lần á. Thì đoạn này thì chúng ta thấy là với cái việc mà dòng tiền bên thị trường phái sinh nó rút ra cũng là một trong những cái điểm nó giảm đi cái sự phức tạp và khó lường trong cái bối cảnh thị trường của chúng ta vẫn đang trong cái nhịp hồi phục. Và đây là cái kịch bản của cái nhịp hồi phục mình đưa ra để các anh chị có thể chủ động đối phó và ứng phó với những cái tình huống có thể xảy ra với thị trường. Như vậy, theo cái kịch bản này, khi mà thị trường của rung lắc trong cái đoạn AB hợp lý, có dòng tiền bắt đáy vào và nó duy trì được cái trạng thái xu hướng tốt, dòng tiền khỏe đến từ các nhóm cổ phiếu, thì đó là cái cơ hội để chúng ta mua ở cái nhịp kết thúc của cái vùng B này. Và khi đó chúng ta sẽ có được cái nhịp tăng và nhịp hồi trở lại nó ổn áp hơn các anh chị ha. Thì đó là một trong một số cái quan điểm đưa ra để các anh chị có thể là nắm bắt được. Tương tự như vậy thì trong room mình cũng có một số cái lý giải chia sẻ cùng với các anh chị tại đây. Thì cũng là cái mô hình này, thì theo cái kịch bản mà nếu như mà nó điều chỉnh nhịp đáy 2, tức là cái đoạn AB á, không quá sâu, thì như vậy thì nó sẽ tạo ra được cái sóng tăng trở lại mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Thì đó là cái kịch bản mà chúng ta vẫn đang mong chờ. Phiên ngày hôm nay nó kéo lên như vậy thì cũng khá là đẹp đến từ các nhóm ngành. Tuy nhiên vẫn nhắc lại các anh chị là tạo đáy là một quá trình chứ không phải là một phiên, một vùng. Do vậy thì chúng ta khu vực này chúng ta nên ưu tiên cái tỷ trọng 30-40% đối với cái lượng cổ phiếu nắm giữ là hợp lý và phù hợp. Tốt nhất là chúng ta duy trì dưới 50% là hợp lý các anh chị nha. Mình vẫn không khuyến nghị các anh chị vào tỷ trọng cao ở đoạn này, tại vì tạo đáy là quá trình và chúng ta cần theo dõi thêm, lúc nào cần thiết thì chúng ta mới gia tăng, không thì chúng ta cứ giữ một cái lượng phù hợp để nếu như mà nó có chỉnh sâu hơn thì chúng ta vẫn còn tiền để chúng ta mua, đúng không ạ? Như chia sẻ thì những cái cổ phiếu mình khuyến nghị các anh chị tham gia vẫn là những cái dòng cổ phiếu khỏe, giữ được cái tính chất của dòng tiền. Mình đưa ra một số cái khuyến nghị từ đoạn trước rồi đây, đúng không ạ? Đây, những cái khuyến nghị của mình này. Các anh chị chú ý những cái nhóm danh mục này, nền tảng xu hướng tốt như là DCM, dòng đạm. Tiếp theo đó là dòng bán lẻ, tiếp theo đó là dòng thép. Nhóm sẽ phục hồi theo thị trường, tức là nếu như thị trường phục hồi tích cực thì nhóm này nó sẽ chạy theo. Thì chú ý các cổ phiếu dòng chứng như là VCI, FTS hoặc là HCM. Còn nhóm mà nắm giữ lâu hơn á, phù hợp cho chia vốn mua thì nhóm phục hồi từ đáy thì bao gồm Đắc Xanh và SJC. Thì phiên ngày hôm nay thì theo cái quá trình phân tích và theo dõi của mình á, thì chúng ta có điểm vào
đến từ cái dòng đạm các anh chị ha, DCM, DBM phá khá là hợp lý. Những cái điểm mua ở đây có thể chia sẻ cùng với anh chị như là vùng DCM vùng 3233 này, DBM vùng 467, 486 này, hoặc là RI nhóm điện cũng khá là ổn á các anh chị. Chúng ta có cái vùng như là vùng 77.1 cho đến vùng 80.3, tỷ trọng hợp lý 30-40%, đó là cái giá trị khuyến nghị của mình. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cái dòng bán lẻ thì mình thấy nó điều chỉnh chưa có cái điểm mua và cái chiết khấu hợp lý, do vậy thì có thể đợi thêm để nó điều chỉnh thì chúng ta vào sau cũng được, không vội vàng gì cả các anh chị. Khi mà nó quanh quanh cái vùng tạo đáy thì cũng còn rất nhiều cơ hội để chúng ta tham gia đúng không ạ? PVC, cổ phiếu của nhóm dầu khí thì cũng có cái điểm mua phù hợp, tuy nhiên thì cái con này thì nó phù hợp cho nhà đầu tư đánh ngắn hạn thôi đúng không ạ? Đánh ngắn hạn hợp lý hơn. Đây là những cái chia sẻ từ room VIP của chúng ta, anh Minh Phụng. Để vào room VIP thì rất là đơn giản, anh chị sử dụng tài khoản chứng khoán VPS với mã ID của mình 9778 Võ Minh Phụng, thông báo lại để mình add vào các anh chị room VIP và tham gia vào room này các anh chị nhé. Rồi tiếp tục các anh chị nhìn trên màn hình cái số liệu thống kê trên màn hình tại đây này, sẽ cho chúng ta thấy là những cái nhóm ngành hiện tại nó đang có dòng tiền chú ý và nó đang tập trung nhiều vào. Thì các anh chị thấy là vẫn cái nhóm rất là quen thuộc mà mình đã chia sẻ cùng với các anh chị như là nhóm hóa chất phân bón này, đúng không ạ? Tiếp theo đó là nhóm điện nước. Điện thì chúng ta chú ý được con RI như mình đã phân tích trong những cái video trước. Tiếp theo đó là cái nhóm dầu khí. Như vậy thì nhóm ba cái nhóm này hiện tại đang rất là ổn áp. Ở phía bên dưới này các anh chị thấy là nhóm ô tô phụ tùng thì có một cái con chú ý mà cái xu hướng và cái trend cũng rất là đẹp, đó là HAX đúng không ạ? Còn ở phía bên trên này này, nhóm hóa chất phân bón thì chỉ tập trung giúp mình ba cái con này là đẹp thôi. DCM, DBM và DGC. Tất nhiên thì các anh chị sẽ còn những cái con thuộc dạng penny hoặc là midcap ở phía bên dưới. Tuy nhiên thì với cái quan điểm đầu tư cá nhân của mình thì mình chỉ chọn lọc những con nào có mức độ cam kết cao, thanh khoản tốt, kết hợp với các chỉ tiêu, các chỉ số tài chính nó phải cao thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu đầu tư cá nhân của mình. Ví dụ như đoạn này các anh chị thấy là dòng dầu, những cái cổ phiếu như là BVD, BVF hoặc là BVC nó cũng hồi phục và tăng rất tốt ở những cái đoạn mà thị trường nó hồi phục đúng không ạ? Tuy nhiên mình lại ít khi khuyến nghị đối với cái dòng dầu khí, tại vì nó khỏe, đầu tư được, các anh chị vẫn có lợi nhuận như thường, tuy nhiên thì nó không đạt được chỉ tiêu của mình, tại vì các chỉ số tài chính của nó thấp hơn, thấp. Và cái câu chuyện ở đây là nếu như mà dòng dầu nó tăng thì những cái nhóm lân cận như nhóm phân bón hay là hóa chất thì nó cũng tăng theo. Như vậy thì mình thà là chọn những cái cổ phiếu mà nó không tăng nóng, tuy nhiên thì cái tính chất cơ bản nó tốt, nó an tâm thì chúng ta đầu tư, hơn là cái việc mình chọn những cái cổ phiếu nó không có cái tính chất tài chính cao. Ví dụ ở đây các anh chị nhìn vào trong cái bảng khuyến nghị của chúng ta, ví dụ riêng về cái dòng dầu thì các anh chị thấy là các cái chỉ số tài chính nó như sau. Ở đây BVF này, anh chị thấy là chỉ số tài chính rất kém đúng không ạ? Mức độ tăng trưởng nó cũng thấp. Thì những cái con này thường đi theo 6 ngành là chính. Còn về tài chính cơ bản thì rõ ràng chúng ta nhìn vào cái nội tại bên trong. Thứ nhất là cam kết thấp. Thứ hai đó là các anh chị thấy là cái giá trị chỉ số tài chính ở đây. Tài chính cơ bản rất là kém. Nó đỏ hết cả vùng ở đây. Tiếp theo đó là BVD. Các anh chị cũng thấy rất là thấp đúng không ạ? Hoặc là BVC. BVC. Nó thấp. Tuy nhiên mình nói là nếu như mà sóng ngành nó tăng thì vẫn phù hợp cho các anh chị nhà đầu tư lướt sóng và nó vẫn có lợi nhuận như thường. Tuy nhiên thì nó sẽ phù hợp cho các anh chị ưa mạo hiểm, ưa cái biên giá, biên độ nó cao hơn. Còn riêng về bản thân của mình thì mình lại thích những cổ phiếu mà nó kết hợp được vừa dòng tiền, vừa tài chính cơ bản, vừa có cái mức độ cam kết cao, thanh khoản tốt. Thì khi mà nó hòa quyện nhiều cái yếu tố tốt, tích cực như vậy thì chúng ta đầu tư nó sẽ an tâm hơn. Nếu như mà thị trường nó có chỉnh, nó đạp sâu thì những cổ phiếu này sau đó nó cũng hồi phục nhanh hơn các anh chị ha. Thì mình hay khuyến nghị các anh chị những con như là DCM, anh chị thấy là cái hệ số chỉ số tài chính nó cao hơn rất là nhiều, mức độ cam kết nó cũng cao, thanh khoản nó cũng cao, mức độ tăng trưởng nó cũng có nữa, anh chị thấy rất là ổn đúng không ạ? Ổn hơn là cái việc là chúng ta tham gia các cái cổ phiếu mà nó chỉ số ở đây nó đỏ hết thì không an tâm. DBM này đó, DBM cao hơn DCM nữa các anh chị. Tuy nhiên DCM thì cái biên biên tăng của nó thường mạnh hơn là con DBM các anh chị ha. Đây, anh chị thấy rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Các chỉ số tài chính ở bên này, anh chị có được cái bảng thông tin này thì các anh chị lọc cổ phiếu rất là nhanh, không tốn nhiều thời gian cho chúng ta. DGC thì lại cực kỳ tốt. Con này thì anh chị thấy là cái mức độ cam kết như thế nào ạ? 49%, 13%.
Và gần như nếu như mà chúng ta so những cái cổ phiếu khác á, thì mức độ cam kết của ông DGC này cực kỳ tốt. Tốt, và ngày xưa mình rất là đầu tư, rất là hay đầu tư ông DGC này theo hướng đầu tư giá trị. Tức là mua gom góp khi giá nó giảm sâu về những cái vùng hỗ trợ tốt thì cứ mua gom góp và để đó. Không bao giờ lỗ, tại vì các anh chị thấy là cái mức độ chi trả cổ tức cam kết đối với cổ đông nó rất là cao so với các cổ phiếu khác. Nếu như mình so với BVD này chỉ có 10% này, không, BVF này chỉ có 9% này, hoặc là BVC này chỉ có 3% thôi, thì cần gì chúng ta không chọn những cái cổ phiếu mà nó mức độ cam kết cao, chỉ số tài chính tốt. Đó là câu chuyện, và tất nhiên ở đây là quan điểm đầu tư cá nhân của mình, đúng không ạ? À, tiếp theo đó là cái dòng chứng khoán chúng ta thấy là cũng hồi phục rất đẹp, đó là VCI này, cam kết cũng cao đúng không ạ, 43%, 19%, chỉ số tài chính cũng tương đối là tốt này. FTS, chỉ số tài chính rất cao này. HCM, chỉ số tài chính cũng rất là cao. Đó, đó là cái câu chuyện mà mình lọc cổ phiếu và mình chia sẻ cho các anh chị. Nếu như nó không phù hợp quan điểm thì thôi các anh chị cũng thông cảm bỏ qua ha. Tại vì ở đây là những cái nội dung video mà chúng ta chia sẻ kiến thức kinh nghiệm với nhau thôi, chứ cũng không phải là cái gì nó quá là cầu kỳ ở đây, nên là các anh chị chúng ta thông cảm một tí. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi qua việc phân tích nhanh lại cái xu hướng những cái cổ phiếu mà mình từng khuyến nghị cho các anh chị á. Đầu tiên chúng ta đến với cái nhóm đạm nha, DCM, DBM này. DCM, DCG ngày hôm nay một cây nến tăng tốt, vượt qua cái đường chỉ báo trung bình động 20 phi. Anh chị thấy là cái đường màu xanh nó vượt qua. Thì với cái việc vượt qua và đóng nến trên cái vùng này thì khả năng theo mình đánh giá là đến trước cái phiên đáo hạn phái sinh thì nó vẫn có một cái nhịp test trở lại cái vùng 32 một lần nữa, rồi sau đó nó mới giữ nền và nó tăng lên được anh chị ha. Và nếu như mà cơ hội ở đây các anh chị thấy là các cái chỉ báo dòng tiền nó đang nằm ở cái mức 50 55% thì con này được duy trì dòng tiền khá là mạnh, có thể test và rung nhẹ sau khi vượt qua MA 20 như thế này. Tuy nhiên khả năng của mình là đánh giá giữ nền, và chỉ cần giữ được tốt cái mốc hỗ trợ dưới cái vùng 30.5 ở phía dưới này là ổn đối với DCM, có thể chỉnh về tới đây rằng. Tuy nhiên giữ được cái mốc này mà bò bò và đi ngang như thế này là khá đẹp, thì khi đó đánh giá cái khả năng hồi phục của DCM là lên trên cái vùng này này ha, cái vùng này là vùng 38 đối với DCM các anh chị ha. Đó, thì con này xu hướng vẫn là tăng này, tăng lên này. Đó, khá đẹp đúng không ạ? DBM không test lại, và chúng ta thấy đã duy trì được 3 phiên trên cái đường chỉ báo trung bình động 20. À, với cái đường màu xanh đây thì chúng ta thấy là 3 phi, và DBM đang thể hiện cái sức mạnh của dòng phân bón cực kỳ tốt. Hầu như các cái chỉ báo kỹ thuật đều cho tính chất đảo chiều và duy trì trở lại xu hướng tăng đối với DBM. Riêng về dòng tiền, con này duy trì dòng tiền cao hơn DCM, tức là mức độ tầm 70-75%. Đó, như vậy thì cao hơn DCM nhiều lần. Như vậy thì con này khả năng của mình đánh giá là sẽ chỉnh rất ít, và có khả năng tiếp tục tăng lên cái vùng cản trên, tức là cái dãy band trên của đường chỉ báo Bollinger Band ngay tại khu vực vùng giá 51.5 cộng trừ các anh chị ha. Đây, nó ở trên này. Đó là khả năng nó có thể là như thế này, tăng lên tới trên này ha, DBM. Rất đẹp, dòng phân thì chúng ta không có gì phải bàn cả. Tiếp theo đó là mình có khuyến nghị về dòng chú ý nữa, đó là dòng bán lẻ. Tuy nhiên thì cái dòng bán lẻ vừa rồi nó không chỉnh nhiều, khiến cho chúng ta không có cái điểm mua các anh chị ha. Nó tăng liên tục, chưa có cái nhịp chỉnh là xứng đáng để vào cả. Mà nó nếu nó tăng luôn, nó khỏe mà nó tăng luôn thì chắc chắn phải bỏ qua, không đuổi giá nha. Thì con này để mua đẹp lại thì cố gắng chờ vùng dưới 74 là đẹp nha. Hỗ trợ của nó là vùng 70 ở phía bên dưới này là các anh chị. Đó, do vậy thì nó chỉnh dưới 74, quanh quanh 74 là mua đẹp rồi. FRT khá khỏe này. Cái trend này có thể hồi phục lên cái cạnh trên của cái trend giảm này, cái trend line giảm này. Thì đó là cái vùng giá 87 đối với FRT. Khỏe quá, nó chỉnh không có điểm mua luôn. DGB kép cũng vậy, chờ là chờ cái vùng mua dưới 64.5 cộng trừ, tại vì hỗ trợ của con DGB kép này là ở 61. Do vậy thì ở loanh quanh 64.5 cộng trừ là mua hợp lý. Tuy nhiên nó khỏe quá, nó không chỉnh về này để mua luôn, thấy anh chị thấy không ạ? Do nó không chỉnh nên là chúng ta phải tiếp tục theo dõi. Và con này khả năng hồi thì phải hồi lên đến cái cạnh trên này là vùng 77 này, DGB kép. Tiếp theo đó là nhóm gì ạ? Chúng ta khuyến nghị về nhóm bán lẻ này, nhóm đạm phân bón này. Nhóm tiếp theo anh chị thấy là chúng ta chú ý nhóm điện, thì có cổ phiếu RI. RI ngày hôm nay cũng có cái khuyến nghị mua này, tại vì nó vượt hẳn lên MA 20 rồi.
có thể test nhẹ lại, khi mà nó test nhẹ lại quanh 79 là vẫn mua được anh chị ha, vẫn mua được. Và cái xu hướng dòng tiền nó duy trì ở mức độ 45-50% thì chúng ta nên duy trì tỷ trọng ở mức 30% là hợp lý nha. Khi nào dòng tiền nó khỏe hẳn thì chúng ta hãy nâng dòng tiền lên. Còn bây giờ nó đang vượt qua MA 20, tuy nhiên thì mức độ dòng tiền chỉ 40 50% thì chúng ta vẫn ở cái chế độ chờ thêm, nếu như nó rung lắc nó chỉnh để chúng ta mua tiếp, đúng không ạ? Đó là cổ phiếu RE này. Thép thì sao? Hôm trước mình có nhắc anh chị là theo dõi thép, thì bây giờ để xem thử nó có điểm mua hay chưa. Nam Kim. Nam Kim có cái cản vùng ở trên này này. Đó. Về dòng tiền ấy, thì nó duy trì ở mức độ 35%. Do vậy thì với cái tỷ trọng dòng tiền như thế này thì bắt buộc nó phải vượt hẳn MA 20, dòng tiền nó vào mạnh được. Còn nếu như mà nó duy trì dòng tiền 40% như thế này á thì chúng ta chỉ mở thăm dò được ở vùng giá dưới 17, tỷ trọng 20% thôi, chưa đánh sau, chưa đánh tỷ trọng cao được. Khi nào nó vượt hẳn cái đường chỉ báo trung bình động MA 20 trên cái vùng 18 thì khi đó mới nâng lên 50%. Nam Kim anh chị ha. Hoa Sen cũng tương tự như vậy. Đó, con này thì cái cản nó nhẹ hơn, tại vì cái dòng tiền nó mạnh hơn đối với Nam Kim á. À, dòng tiền thì con Hoa Sen này nó duy trì ở mức độ cao hơn, đó là 50-55%. Như vậy thì con này có thể vào được 30% tỷ trọng rồi, dưới vùng 14 anh chị ạ. À, khi nào nó vượt hẳn lên cái vùng 14 năm thì anh chị gia tăng. Đó là Hoa Sen này. Tiếp theo đó là nhóm chứng khoán. Nhóm này cũng khá khỏe các anh chị. Đây, ví dụ như VCI này, cuối phiên nó kéo lên tới 3%. Dòng tiền thì nó đã đạt được 50% rồi. Đó, nó đạt ở tầm trung rồi. Nó chỉ chờ nó phá cái vùng cản MA 20 đây là nó sẽ chạy mạnh thôi. Những cái con này nó, những cái dòng chứng, cổ phiếu dòng chứng này nó sẽ hồi phục theo thị trường anh chị ha. Thị trường mà cứ hồi phục tốt như thế này thì những con này nó sẽ kéo rất là nhanh đấy. FTS này. Con này thì vượt hẳn MA 21 rồi, dòng tiền khỏe hơn 55%, cao hơn VCI. Đó, con này cũng đạt được cái điều kiện và yêu cầu để các anh chị mua khi nó rung lắc này nha. Canh dưới quanh 30 cộng trừ các anh chị ha, 29 30 mua là được đối với FTS. HCM. HCM thì dòng tiền mới chỉ đạt 35% thôi. Như vậy thì phải chờ dòng tiền lên 50% mới ổn được. Nó còn phải hồi phục và test trở lại MA 20 nữa này. Đó, con này nó yếu hơn hai cái con FTS và con VCI kia các anh chị ha. Đó là một số cổ phiếu mình khuyến nghị các anh chị. Thì đến bây giờ xu hướng nó vẫn tốt và ổn áp để các anh chị canh, tham gia và mua. À, một số cổ phiếu có điểm mua thì mình báo và cập nhật trong room VIP. Còn những cái cổ phiếu nào chờ thì chúng ta có thể chờ thêm những cái điểm giá chiết khấu tốt hơn để chúng ta mua. Còn trước thì con HAX thì chúng ta xem lại xu hướng như thế nào. Ổn ha, không có gì xấu cả. Ở đây bóp cái banh vào thì chúng ta thấy là chờ dòng tiền vào là chạy luôn. Tại vì dòng tiền nó đang đạt ở cái mức là quá quá mua rồi, quá bán rồi. À, anh chị thấy là nó đạt được cái mức quá mua. Như vậy thì nó sẽ đi ngang ở đây, nó xoay quay, nó giữ nền quanh khu vực giá 22, 23 là đẹp. Ở đây cũng có một cái kháng cự đỉnh cũ này. Đó. Lên quanh ở đây tích lũy, phá cái vùng này là sẽ chạy lên mạnh. Khả năng mà phá được cái vùng 24, 23.5, 24 ở đây thì HAX phải chấp nhận lên vùng 26. Con này trend vẫn đẹp, khá đẹp, mạnh hơn so với những cổ phiếu khác ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cùng trao đổi, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi tâm sự với các anh chị trên kênh YouTube một tí ha. Các anh chị xem kênh á, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh các anh chị ha, đăng ký để xem những cái video mới nhất này. Đừng quên nhấn nút like cũng như là chia sẻ các cái video này trong cái kênh trang cá nhân của các anh chị ha, để có thể là chia sẻ những cái thông tin này cùng với những người quen, những người thân của các anh chị ha. Các anh chị hãy bình luận ở phía bên dưới nội dung của video. Các mã cổ phiếu các anh chị quan tâm và muốn mình trao đổi á, thì các anh chị bình luận phía dưới nha. Hãy bình luận phía bên dưới các anh chị ha. Để chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thêm. Rồi các anh chị tiến hành bình luận đi ạ. Rồi, câu hỏi đầu tiên của bạn Kha Nguyễn. Câu hỏi về hai mã cổ phiếu DIG và IGC. Bạn có hỏi rất là chi tiết về mặt tài chính doanh nghiệp, kết quả kinh doanh có tốt hay không, tin gì xấu hay không. Cảm ơn Phụng rất là nhiều. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn Khang Nguyễn đã đặt qua ra cho mình ha. Như vậy thì chúng ta sẽ soi về cái kết quả kinh doanh đó, dựa vào các thông số tài chính của hai mã cổ phiếu là DIG và DIGC các anh chị ha. Thì mình sẽ soi nhanh cùng với các anh chị để đỡ tốn thời gian của các anh chị ha. IGC này, về chỉ số tài chính được mình đánh giá ở đây là
khá cao. Tuy nhiên cái giai đoạn này á, khi mà mình cập nhật lại cái báo cáo tài chính thì EGC kết quả tăng trưởng của nó, các anh chị thấy là nó thấp hơn cái giai đoạn các cái quý trước cũng như là các cái năm trước, thì nó thấp hơn rất là nhiều và nó đã giảm rất là nhiều rồi các anh chị. Ví dụ riêng riêng con RE á, đó, ngày xưa là những cái chỉ báo ở đây nó full luôn, tức là nó 7 cho đến 8 chỉ số tài chính, là bây giờ nó chỉ còn, chúng ta thấy là chỉ còn 5 thôi. EGC cũng vậy, nó cũng đang giảm cái khả năng tài chính của nó như thế này này. Đó, tuy nhiên thì nếu như mà so chung về các cái nhóm ngành cơ sở phát triển kỹ thuật hạ tầng thì các anh chị thấy EGC vẫn khá ổn với 5 cái chỉ tiêu tài chính, mức độ cam kết không quá cao tại ở đây chỉ có 8% thôi. Thì con này hiện tại được phù hợp cho cái lối đầu tư trung và ngắn hạn. Chúng ta sẽ cùng nhau soi về cái chart kỹ thuật của EGC này. EGC thì các anh chị thấy là từ cái đoạn giảm nó ở phía bên trên này, nó giảm về từ vùng 24 25 á, giảm về tận khu vực giá 12 13 này. Bây giờ đang có những cái nhịp nỗ lực hồi phục. Tuy nhiên, lưu ý này, cái nhịp hồi phục này chỉ ở mức độ 25 đến 30% về chất lượng của dòng tiền. Do vậy còn khá yếu. Do vậy thì những cái nhịp giảm này chúng ta thấy là những cái nhịp hồi phục này á thì cần phải có thêm vùng cân bằng. Tức là phải chắc chắn là nó phải lùi về, nó tạo đáy hai và nó rung lắc ở đoạn này, tại vì dòng tiền vào khá là yếu đó. Và khi nó hồi phục lên trên này thì các anh chị thấy là sẽ vướng những cái cản như là cản 15.5, cản 16 ở trên này rất là hiện hữu đó. Đó, thì các anh chị đánh giá cái mức độ. Tất nhiên là riêng bản thân mình sẽ không khuyến nghị và không chọn cổ phiếu EGC để khuyến nghị mua đoạn này, tại vì mình đang chờ dòng tiền nó vào mạnh hơn một tí, khi nó xác nhận an toàn hơn một tí anh chị ha. Còn nó yếu như thế này thì mình sẽ theo dõi cái việc tạo đáy hai nó hình thành có tốt hay không, nhất là khi mà nó gặp được cái cản 16 ở đây thì nó phản ứng như thế nào. Đó, rất là nhiều cái kiến thức để chúng ta theo dõi thêm. DG anh chị ha, DG thì chỉ số tài chính khá đẹp á các anh chị, khá là đẹp, mức độ cam kết 15% như thế này là ổn rồi này, cứ nó cam kết cao hơn cái mức độ chi trả ngân hàng là tốt nha. Ví dụ ở đây 15% là đẹp, tăng trưởng cũng có. Do vậy thì con này với IC thì DG đẹp hơn ha. À, chúng ta chỉ giờ chúng ta chỉ soi dòng tiền thôi. À, dòng tiền DG còn yếu lắm nha. Các anh chị thấy là nó tạo đáy, tuy nhiên nó khá là, chúng ta thấy là nó khá là ngặt nghèo đúng không ạ? Nó cứ đi ngang ở đây, dường như là cảm giác nó cứ bị đè, bị đạp và nó cứ đi lanh quanh vùng 24.5, khu vực 25. Tại vì sao? Vì dòng tiền ở đoạn này nó chỉ đâu đó 20% thôi, 20% thì khá thấp và đánh giá mức độ hồi phục không cao. Và các anh chị thấy là đa phần những cái cổ phiếu mà mức độ dòng tiền hồi phục là 20 đến 30% á thì nó còn lanh quanh, nó tạo đáy như thế này khá khá lâu và khá chán á, khá lâu và khá chán. DG chỉ thực sự là ổn và mạnh. Thứ nhất là phải qua vùng 26 này, giao dịch trên vùng 26. À, thứ hai đó là qua được cái cản trên này, đó là cản 28, 29 thì nó mới đẹp được nha. Còn đoạn này thì nó cứ lanh quanh, theo mình là theo dõi thôi, điểm mua không có ha. Bình luận thứ hai của bạn Thu Huyền, cảm ơn Minh Phụng rất có tâm, cảm ơn các anh chị nhé. Anh chị đừng quên đăng ký và hãy bình luận thêm các mã cổ phiếu để chúng ta cùng nhau hỗ trợ và trao đổi ở phía bên dưới này này. Tiếp theo các anh chị, chúng ta có câu hỏi về cổ phiếu QNS đã mua vùng giá 24.3, 2.000 cổ, giờ xử lý làm sao? Em định gom nhận cổ tức hoặc lướt nhưng sang tình muốn mua theo FRT. À, theo anh FRT, tức là theo mua khuyến nghị của mình FRT đó. Thì vốn em còn 30 triệu thì bạn có hỏi mình về lời khuyên. Cảm ơn cái chúng ta có hai cổ phiếu liên quan đó là QNS và FRT. À, các anh chị đợi mình phản hồi, các anh chị đã đặt câu hỏi nhé. Ở đây chúng ta có DG này, EGC này. Rồi, câu hỏi về QNS thì đã mua vùng 44 ha. 44.3 trên này thì không có gì xấu cả các anh chị nhé. Có thể đợi đợi thêm để nó hồi lên. Tuy nhiên thì con này đợi hơi lâu tại vì dòng tiền có 30% mà, 30 35% mà nha. Tại vì dòng tiền còn yếu, khi những cổ phiếu dòng tiền còn yếu thì nó cứ tan, nó lình xình như thế này. Đó, thời gian thì nó mới kéo lên lại được. Hơi lâu tức là lâu hơn những cái cổ phiếu khác mà dòng tiền trên 55% là nó sẽ chạy ổn hơn nha. Đó, riêng QNS thì nếu mà chúng ta mua vùng 44.3 thì có thể đợi nó hồi lại nha.
đợi nó hồi lên nó test lại cái cản cái đường chỉ báo trung bình động MA20 này anh chị, đó, lên quanh vùng 44 đó là hợp lý, chúng ta có thể thoát ra. Đó, thoát ra đoạn này thì dòng tiền tổ chức, dòng tiền đội lái nó không vào đối với QNS, khiến cho nó cứ duy trì theo cái trend giảm của cái đường màu tím ở trên này này anh chị thấy không ạ? Như vậy thì việc chuyển sang FTS là hợp lý, tuy nhiên nếu chuyển qua thì cũng phải canh đúng điểm mua như mình đã báo các anh chị. Những con này khỏe thì không phải cần phải bàn cãi rồi, tại vì dòng tiền nó cao, riêng dòng tiền của FTS là 55-60% rồi, khá nhẹ nhàng đó. Còn QNS thì dòng tiền thấp khiến cho chúng ta mua phải đợi nó lâu hơn. Như vậy thì nếu cơ cấu của FTS thì đẹp, chú ý điểm mua nữa là ổn ha. Cảm ơn Phụng, cảm ơn anh Nguyễn rất là nhiều. Bạn có hỏi câu hỏi về có phải là bùng nổ theo đà hay không? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta xem lại cái chỉ số VN Index này. Đây, cái đoạn ở đây các anh chị ha. Thì đoạn này á, bùng nổ theo đà là nó phải vào cái BC này này, đó, đoạn BC này. Đó, thì khi đó nó dễ bùng nổ theo đà hơn. Còn cái đoạn này là hồi phục theo mặt kỹ thuật, anh chị thấy không? Hồi phục tại vì vẫn còn nằm dưới cái chỉ báo cầu vòng ở đây thì chúng ta chỉ hồi phục thôi. Đó. Còn để mà nó bùng nổ mạnh mẽ nhất thì phải là BC, DE thì khi đó nó mới bùng nổ mạnh nhất anh chị ha. Đó, chúng ta chờ là chúng ta bắt cái đoạn B ở đây này. Đó, hợp lý là chúng ta bắt được cái điểm B ở đây thì sẽ có được cái mức giá và chiết khấu tốt hơn. HAG sao em? Câu trả lời HAG các anh chị ha. Rồi HAG đây các anh chị thấy không? Nếu gãy vùng 10 thì coi như là xong cái trend tăng. À, mình đã để cái điểm ở đây cho các anh chị này, gãy vùng 10 là coi như xong cái trend tăng. Dù có hồi ở đây thì các anh chị thấy là đây là cái mô hình tiếp diễn giảm đúng không? Hai cây Marubozu kết hợp với hai cây doji tăng, sau đó bị vướng cái cản vùng 10 này không qua được khiến cho tiếp tục giảm, đây là mô hình tiếp tục giảm. Con này thì thứ nhất là bị gãy trend, thứ hai là đang trong mô hình giảm thì thôi đợi đợi khi nào nó tạo đáy và nó có nhịp hồi phục thì hãy tham gia sau các anh chị ha. À, về xu hướng nó đang xấu rồi, theo dõi thôi. Nhóm chứng khoán rồi, ok các anh chị, chúng ta sẽ phân tích nhóm chứng khoán các anh chị ha. Rồi câu chuyện ở đây là nhóm chứng khoán sẽ là cái nhóm hồi phục rất nhanh theo thị trường. Chú ý những cổ phiếu khỏe như mình đưa ra quan điểm đó là VCI hoặc FTS. Con VIX này cũng đẹp nè. Đó, con VIX này cũng không đẹp lắm tại vì dòng tiền yếu nha. VCI đẹp hơn. VCI dòng tiền được 50 55% rồi. FTS thì cũng dòng tiền cao hơn, 55 60% rồi. Dòng tiền nó cao hơn, hoặc là HCM cổ phiếu nhóm trụ thì con này mới chỉ được cái dòng tiền là 45% thôi. Đó, thì phải chờ nó tăng lên 50 55 nữa thì nó chạy mạnh ha. HCM này duy trì xu hướng hồi phục, tuy nhiên cản trên còn khá nhiều ở những cái vùng 22 như thế này. À, dòng tiền thì chỉ đạt được mức 45%, do vậy nếu đầu tư chỉ nên duy trì ở mức tỷ trọng 30%, khu vực hợp lý là 20 cộng trừ SSI. Mức độ hồi phục còn khá yếu tại vì dòng tiền chỉ đạt được mức 35%, chúng ta có thể theo dõi thêm chờ dòng tiền vào ổn hơn. VND cũng tương tự như vậy, mức độ hồi phục khá là yếu tại vì dòng tiền chỉ duy trì ở mức 25%, chờ dòng tiền vào thêm. Những con này thì chúng ta thấy là nó có lanh quanh vùng đáy khá lâu rồi các anh chị. Khi nào mà cái dòng tiền vào cái nhóm chứng khoán nó đều đặn, nó phân tán mạnh ra thì nó mới đẹp. Còn thực trạng hiện tại nhóm chứng khoán anh chị nhìn vào cái cột sức khỏe này, chỉ vài con khỏe thôi, VIX, SHS hoặc là VCI khỏe thôi. À, đây là trạng thái phân hóa, nó không có đều. Các anh chị ha, khi mà nó còn phân hóa như thế này thì nó sẽ có cổ phiếu tăng hồi phục mạnh, cổ phiếu cứ đi ngang vùng đáy. Chỉ khi nào cái nhóm đó nó đạt được trạng thái là sức khỏe xanh hết thì đó gọi là dòng tiền lan tỏa ở trong nhóm, và khi đó thì hầu như các cổ phiếu nó mới tăng được nha. Thì đoạn này thì các anh chị thấy là nhóm hóa này đẹp hơn này. Hóa hóa chất phân bón đó, đẹp hơn, thấy chưa? Hóa chất phân bón đẹp hơn, hay là nhóm bán lẻ hai con DGV kép FRT đẹp hơn, hoặc là nhóm hút được nhất dòng tiền đó như mình đã nói là phân tích đoạn trước, đó là nhóm banh, dòng tiền lan tỏa đều hơn, tức là khả năng anh chị mua một trong các cổ phiếu của dòng ngân hàng á thì nó sẽ hồi phục và mang lại lợi nhuận tốt hơn, đều hơn những cái nhóm đang bị phân hóa kia đó. Câu chuyện là vậy, sức khỏe dòng tiền là vậy.
tới đâu rồi? VCI rồi, phân tích con này khỏe ha, con này đạt được cái điểm mua, chỉnh là mua. SHS thì cũng còn yếu quá, dòng tiền mới đạt được có 30-35%, chờ dòng tiền vào thêm này. FTS dòng tiền khỏe, có thể đạt điểm mua khi nó điều chỉnh rung lắc. VIX, VIX tạo đáy cũng còn kém lắm nha, chờ dòng tiền thêm. VDS khá là yếu, dòng tiền chưa có gì, mới 20% thì thôi chờ thêm ha. Chỉ chọn những cái con nào có dòng tiền khỏe trong nhóm thì đầu tư, không thì thôi. Rồi, câu hỏi về HAX đây các anh chị. HAX cũng khá là đẹp, nãy có phân tích các anh chị này, xem lại các anh chị ha. Đây. Đó, vướng ở vùng 23 này thôi, thoát được vùng 23 thì khả năng lên vùng 16, con này giữ trend tốt nha. Trend này á đã vượt giao dịch trên EMA 20 rồi nè. Chỉ là chờ dòng tiền vào thôi. Như mình đã nói là cái dòng tiền nó đạt ở trạng thái là quá mua, đúng không ạ? Do vậy thì khi mà cái trạng thái quá mua như thế này khiến cho nó phải chỉnh lại vài phiên, thông thường sẽ từ 5 cho đến 10 phiên nó đi ngang để nó phá được cái vùng cản tâm lý này thì nó mới tiếp tục duy trì được trạng thái tăng. Rồi, đó là những cái chia sẻ cùng với các anh chị trong nội dung video. Các anh chị đừng quên bình luận thêm các mã cổ phiếu để chúng ta có thể chia sẻ thêm ở những nội dung video tiếp theo anh chị ha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều.